chào tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Máy Xây Dựng Thái Bảo. Trưa ngày hôm nay thì bên cửa hàng Bảo lại về thêm một lô máy mài Osaka Japan nha. Con máy này á là nhà máy lắp đặt vẫn là tại Trung Quốc thôi, nhưng mà thương hiệu của Nhật. Osaka là một công ty bảo bán cũng 1-2 năm rồi, được bảo hành chính hãng 6 tháng. Và anh chị mua thì sẽ là dây đồng với mức giá trưa ngày hôm nay nó còn rẻ hơn ngày trước luôn. Đó, trưa ngày hôm nay là anh chị mua một con máy mài tay dài như này mà giá chỉ còn 370.000 là mức giá rẻ nhất từ trước giờ Bảo làm về sản phẩm máy mài này luôn. Vì số lượng về đợt này nó cũng nhiều nha. Rồi Bảo sẽ giới thiệu máy một tí xíu. Máy này á, là tay dài lưỡi một tấc với công suất là, của máy là 850W nè, xài điện 220 nha. Vòng tua máy là lên đến là 11.000 vòng, cho lúc anh chị xài á thì nó sẽ êm ái xài luôn. Với lại là lúc mà anh chị mua thì sẽ có đầy đủ những cái phụ kiện để anh chị xài, nào là gắt te nè, khóa mở và tay cầm luôn. Mình chỉ cần mua thêm lưỡi về mình xài thôi. Rồi Bảo sẽ quay về thiết kế máy lại cho anh chị xem nha. Vì con máy này Bảo đã review quá trời nhiều lần luôn. Đó, đầu tiên là anh chị sẽ thấy là cái phần này á, là cốt thép ở trong nên là nó khá là đen nha, để lúc anh chị tải nhiều nó không có tình trạng bị tuông răng nè. Với lại lúc mà anh chị mua thì sẽ có cái phít bọc thép đây chống bụi bặm vào. Cái phần đầu này là hợp kim nhôm được sơn tĩnh điện nha, sơn có kim tuyến luôn. Bên trên sẽ có chốt chặn để anh chị thay nè. Đó, còn máy là dây đồng 100% nha, nên là anh chị xài yên tâm. Rồi thang ngoài, lúc mà anh chị không rành về kỹ thuật máy, mình có thể là lấy một cái túc vít dẹp á, anh chị vặn ra như này là thay thang nha. Công tắc thì cò bóp, rất là dễ xài, tay dài để anh chị có thể làm gia đình nè, hoặc là thợ thầy á, thích hợp đánh bóng nè, với lại gắn lam xích nha, cốt một tấc đó. Rồi công tắc thì có khóa để anh chị mài liên tục luôn. Rồi máy thì 850W nha, Bảo sẽ tiến hành test lại âm thanh thôi, vì con máy này Bảo làm quá trời nhiều lần lắm rồi. Đó, anh chị xem có thể là biết luôn. Máy này thì chạy rất là êm nha anh chị nha. Đó, Bảo chưa test nhưng mà Bảo biết trước luôn. Đó, cực kỳ là nhẹ nhàng luôn. Máy tay dài, đầm tay dữ lắm nha. Đó, khóa công tắc này, chạy liên tục, máy không hề rung nha. Đó, với mức giá rất là rẻ luôn, chỉ có 370.000 cho một con máy tay dài mà mức giá đã tốt rồi, nay lại tốt hơn 370.000 vì số lượng về đợt này cũng nhiều nên là công ty giảm giá với là làm chương trình rất là tốt thì Bảo làm cho anh chị mình nha. Đó, thương hiệu là Osaka Japan, thì anh chị nào mua con máy này sẽ được bảo hành chính hãng 6 tháng vì máy là dây đồng nha. Rồi anh chị nào có nhu cầu đặt máy mài xài cho thợ thầy hoặc là công trình có thể tham khảo con máy này. Đó, liên hệ cho cửa hàng Bảo qua 3 số điện thoại trên màn hình. Rồi bây giờ Bảo xin kết thúc video buổi trưa về những mặt hàng giá rẻ buổi trưa nha.